Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay Tuấn Nguyễn xin mời quý vị và các bạn chúng ta về quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Tuấn Nguyễn đặc biệt review cho quý vị những căn biệt thự siêu đẹp luôn quý vị ơi. Trước khi chỉ thiêu review căn biệt thự này thì Tuấn Nguyễn sẽ quay qua khu vực hàng xóm cũng như con đường này, đường đi lối lại ở xung quanh khu biệt thự này và cái view sông để cho quý vị xem. Thì trước khi ấy thì Tuấn Nguyễn cũng tiết lộ cho quý vị biết trước là căn biệt thự của chúng ta đây. Căn biệt thự mà Tuấn Nguyễn đang muốn giới thiệu với quý vị là căn biệt thự này. Và trước căn nhà chúng ta đây, bên tay phải chúng ta có một con kênh quý vị nhá. View sông cực đẹp. Sông ở đây là sông hiền hòa, sông trong lành, sông mát mẻ quý vị nhá. Đây, chứ không phải là sông ô nhiễm. Đây quý vị này, nhà hàng xóm cũng vậy. Đây, đó, nhà hàng xóm cũng vậy. Đây, ở đây thì chúng ta có đất dư rất là nhiều, bởi vì khu vực này thì quý vị biết rồi, sông thì gạch rạch thì không ai xài cả. Đấy, dừa nước này, quý vị nhìn cứ tưởng là miền Tây đúng không ạ? Đó, bên kia là quận Gò Vấp quý vị nhá, bên đây quận 12, đó, bên kia là quận Gò Vấp rồi, xa xa bên đây đây, à, 1-2 cây số là quận Gò Vấp rồi quý vị ạ. Đấy, khu vực này thì quý vị đi vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như là chúng ta đi lên sân bay Tân Sơn Nhất rất là thuận tiện. Và thưa quý vị, con đường nhựa trước nhà chúng ta thì nói đến cái độ rộng thì nó khoảng lên tới là phải 25 mét quý vị nhá. Còn tính chưa tính về hè đi bộ hai bên. Đây quý vị nhìn này, một cái độ rộng mà mênh mông bao la luôn. Và trong đây là Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị là trong này có tên gọi là khu biệt thự quý vị nhá. Khu biệt thự cho nên độc là biệt thự không. Ngoài biệt thự ra không có gì hết. Đó. Nhà nhỏ trong này thì 5-10 mét là không có. Ít nhất là phải chiều ngang là 20 mét trở lên quý vị nhá. Có những căn 22-25 mét chiều ngang. Và thưa quý vị, căn biệt thự của chúng ta đây, hình ảnh của em nó đây quý vị. Căn biệt thự này có diện tích chiều ngang là thưa quý vị 20 mét, chiều sâu là 20 mét bằng 400 mét vuông và sổ hồng phun thổ cư luôn quý vị nhá. Diện tích sàn là 500 mét vuông. Đấy. Và thưa quý vị, hướng của chúng ta là hướng chính bắc và hướng view bên hông là hướng chính tây. Đấy. Đặc biệt là căn biệt thự này hoàn công quý vị nhá, thiết kế một tầng trệt 3 tầng lầu, 680 mét sàn. Đã. 5 phòng ngủ, có 3 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 phòng xông hơi, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng chiếu phim 3D quý vị nhá. Đặc biệt có gara xe hơi, có phòng ngủ ở dưới để cho người lớn tuổi quý vị ạ. Đấy. Giá thì Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị sau ở giữa video. Bây giờ Tuấn Nguyễn mời quý vị và các bạn chúng ta vào bên trong. Đây là hình ảnh của căn biệt thự chúng ta phía trước, 22 mét trên sổ quý vị nhá. Nhưng mà thực tế nó lên tới 26-27 mét chiều ngang. Đấy, Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị, bởi vì là cái bờ sông, bờ kênh như thế này này, đất dư rất là nhiều quý vị nhá, người ta trừ rất là nhiều, cho nên chủ nhà xây ra hết. Đấy, thực tế trên sổ thì nó chỉ có 20 x 22 nhưng xây dựng thì nó lên tới 27 mét chiều ngang cơ. Đây quý vị, một căn biệt thự cực đẹp luôn. Đó, quý vị nhìn thấy chưa? Căn biệt thự của chúng ta rất là đẹp quý vị nhá. Đó. Cao cổng kín tường và quý vị biết là mái khói, mái thái này, người ta đổ dài từ bên kia mà qua bên này. Đó. Rất là dài. Và bên kia thì chúng ta có một cái cửa để đi xe hơi vào. Đây quý vị. Và bên đây là đi xe Honda và đi bộ này. Đây, trên tường thì người ta ốp đá như thế này hết này. Đó. Đây là vỉa hè, có những cây lộc vừng đẹp như thế này. Đó, quý vị thấy chưa? Đây. Đây là gara xe hơi và cửa để chúng ta chạy vào. Đó, quý vị thấy chưa? Trước nhà phải nói cực kỳ bề thế luôn. Bây giờ Tuấn Nguyễn xin mời quý vị và các bạn vào bên trong. Đây là khu biệt thự quý vị nhá. Khu biệt thự này, toàn biệt thự không thôi. Nhà cách nhà thì vài trăm mét. Và thưa quý vị, đây là hai căn này. Đó. Hai căn đó chỉ bằng một căn của chúng ta thôi quý vị nhá. Bên đây là chiều ngang chỉ có 10 và 15 nhưng mà bên của chúng ta thì 20 22, và đặc biệt thực tế thì nó lên tới 27. Bây giờ Tuấn Nguyễn review ở bên tay phải trước đi. Tay phải thì có một cái công năng sân vườn, thì cũng như Tuấn Nguyễn review với quý vị ấy, nếu mà thực tế đất ở trên sổ thì nó khoảng tới đây thôi quý vị nhá. Đó là 20 x 22, nhưng mà chủ nhà làm mãi ở ngoài đây này đến 5-7 mét nữa. Đó, rất là rộng. Đấy, bởi vì cái đất bờ kênh này này quý vị này, cũng có ai lấy làm gì đâu, đúng không ạ?
cho nên là chủ nhà lấn ra đây, và đây là những cái cây cau rất là lớn. Sau này thì chủ nhà sẽ làm cái bến du thuyền ở đây. Đấy, chủ nhà cho vớt hết cái cây bèo này và làm cái bến du thuyền ở đây chúng ta câu cá. Đây quý vị, xung quanh ở bên cái sân vườn ở bên tay phải, và có một cái nhà chòi cũng như là có nhà để chúng ta uống trà, đấy, uống cà phê, hút thuốc ở đây quý vị nhá. Vâng, Tuấn Nguyễn quay ở bên tay phải rồi, bây giờ chúng ta sang bên tay trái. Đấy, chúng ta xem cái công năng còn lại. Và đặc biệt thì Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị, căn nhà này anh chủ nhà ốp đá, đá nhập khẩu hết ở ngoài bên tường quý vị nhá. Ở trong phía trước chúng ta có những cây sung này, cây sung rất là lớn. Đấy, cây cảnh cực đẹp luôn. Ở dưới này thì là lát đá tự nhiên. Chúng ta chạy thẳng vào gara xe hơi. Đây, gara xe hơi đây quý vị. Đấy, gara xe hơi mà bằng cái căn nhà phố ở trên Sài Gòn, Bình Dương rồi, đúng quý vị. Đó, bên tay phải, tay trái của chúng ta là một cái gara. Trên tường này quý vị nhìn đây, người ta ốp hết. Đấy, một căn biệt thự cực kỳ nguy nga luôn. Đây có cây sung cực đẹp này. Wow, lộc cực non, cực xanh luôn. Và thưa quý vị, bây giờ Tuấn Nguyễn mời quý vị vào bên trong. Chúng ta xem cái công năng của căn nhà này. Cái chị chủ nhà mở cửa nhưng chị chắc là không mở ở ngoài. Thì Tuấn Nguyễn sẽ đi ở cửa trước vào để cho quý vị dễ định hình, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn quay bên phải rồi, bên trái rồi. Bây giờ chúng ta, chị bật điện cho em ấy. Đi ở giữa vào để cho quý vị dễ định hình cái ngôi nhà này, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn đi review nhưng mà Tuấn Nguyễn phải review tuần tự để cho quý vị dễ định hình, không thì chúng ta bị rối. Đấy, chúng ta xem hình ảnh nó lẫn lộn vào nhau thì nó hơi bị rối. Trước màn hình quý vị đây là 5 bậc phong thủy này, đó, rất là phong thủy đúng không ạ? 1 2 3 4 5 bậc, đó. Tất cả bằng đá hoa cương màu đen. Đó, trên đây thì chúng ta có chiếu nghỉ. Đó, và hai bên thì có cái tường như thế này. Người ta cũng ốp đá hoa cương hết. Xin mời quý vị vào bên trong xem cái công năng của căn biệt thự này. Đây quý vị, dưới tầng trệt đây là phòng khách rất là rộng. Có những cái bộ nệm da nhập khẩu như thế này, TV này. Đấy. Và nội thất trong những cái căn biệt thự như thế này thì quý vị biết rồi, toàn những nội thất cao cấp, đặc biệt là máy lạnh âm trần quý vị nhá. Đây, đây quý vị nhìn máy lạnh âm trần. Máy lạnh âm trần thì rất là thời trang. Bên này chúng ta có một cái phòng phòng khách số 2 nữa quý vị nhá. Phòng khách này thì lại đẹp hơn phòng khách kia rất là nhiều. Quý vị thấy một cái đèn pha lê này. Đấy, cửa sổ rất nhiều. Máy lạnh. Phòng này thì chủ nhà người ta lắp kính cường lực để làm phòng khách số 2. Trời nóng thì sẽ sử dụng ở đây, còn trời không nóng thì chúng ta ngồi ở ngoài. Trời nóng chúng ta vào đây và chúng ta bật máy lạnh lên, đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Đó, phía trước thôi mà quý vị đã thấy hai phòng khách rồi. Là quý vị biết là căn biệt thự này cái diện tích đất của người ta rộng đến cỡ nào. Tiến về phía trên này, trong này thì chúng ta có ba bậc như thế này để chúng ta bước lên cái phòng ăn và phòng bếp. Không gian phòng ăn, phòng bếp quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây là một cái không gian mở rất là rộng. Phòng ăn 8 ghế này, 6 ghế nệm này quý vị nhá. Cửa này ra bên hông này. Đấy, đây thì nhà chủ nhà rất là nhiều đồ. Khu vực này chúng ta có bàn ba này. Đó, bàn bếp, hai dàn tủ bếp trên dưới này. Rất là rộng. Cực rộng luôn. Đấy. Phía trong này thì chắc chắn đây là nhà phòng ngủ dưới trệt và phòng vệ sinh quý vị nhá. Đó, phòng ngủ dưới trệt đây. Phòng ngủ dưới trệt này thì chủ nhà không có xài tới và để đồ không à. Tuấn Nguyễn quay qua thôi. Và ở đây thì chúng ta có một phòng vệ sinh. Đấy, phòng vệ sinh dưới trệt. Đây, phòng vệ sinh cũng rất là xịn sò quý vị nhìn. Đấy, có bồn tiêu, bồn tiểu đàng hoàng. Đó, gạch lát phun. Biệt thự thì quý vị biết rồi, đặc biệt là những cái cánh cửa gỗ gõ đỏ này. Quý vị nhìn cái cánh cửa gỗ gõ đỏ người ta làm này. Đó. Chắc chắn là ở trong ngôi biệt thự này thì quý vị biết người ta có điều kiện người ta xây lên. Rồi ok. Em mình giới thiệu rồi. Xây lên những cái căn biệt thự hoành tráng như thế này thì quý vị biết. À, gỗ vơi nớt hả? À, gỗ này thì anh chủ nhà giới thiệu với Tuấn Nguyễn là gỗ vơi nớt của Mỹ. Nhá quý vị nhá.
Cái này thì cái sản phẩm này thật sự là Tuấn Nguyễn review biệt thự cũng rất nhiều, nhưng mà để mà dùng cái từ này thì đây là lần đầu tiên. Đấy, thưa với quý vị, cái gỗ vai nớt của Mỹ. Nếu như quý vị nào chúng ta sành về cái đồ nội thất, nhất là cái đồ nội thất nhập khẩu ở nước ngoài, thì chắc chắn quý vị sẽ hiểu cái câu này, đúng không ạ? Còn Tuấn Nguyễn thì cũng chỉ biết là anh chủ nhà giới thiệu như thế là review cho quý vị xem thôi. Vâng, khu vực chân cầu thang chúng ta có một cái không gian để cho các cháu chơi này, rất là đẹp. Đó, bây giờ Tuấn Nguyễn mời quý vị lên lầu. Khu vực cầu thang của chúng ta đây, chúng ta có tay vịn bằng gỗ nhập khẩu này, vai nớt luôn này, kết hợp bằng cái cường lực đá Mexico quý vị nhá. Đấy, đá Mambo Mexico. Lên đến cái tầng lửng này thì Tuấn Nguyễn sẽ rẽ vào bên tay trái để review phòng chiếu phim 3D cho quý vị xem. Wow, quý vị ơi, phòng này thì anh chủ nhà nói với Tuấn Nguyễn là dàn âm thanh này và cách điệu các thứ tất cả hơn 1 tỷ bờ đồng quý vị nhá, hơn 1 tỷ để mới có một cái sân chơi như thế này để cho chúng ta bạn bè tới đây thỏa thích. Đó, hơn 1 tỷ cho khu vực này quý vị nhá. Thật sự là thú chơi của nhà giàu thì ta không thể tưởng tượng được quý vị ạ. Đây, máy chiếu phim 3D đây quý vị. Máy lạnh trong đây thì đương nhiên rồi, quý vị yên tâm, đúng không? Máy lạnh hai ngựa. Đấy, ok luôn. Và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đã tư vấn rõ với anh chị chủ nhà, khi chúng ta mua căn biệt thự này, chắc chắn thì anh chị chủ nhà sẽ tặng hết nội thất cho quý vị. Do cái điều kiện công tác, đấy, chuyển công tác làm ăn xa, đây là một điều không thể thuận tiện hơn để cho quý vị sử dụng lại hết những cái nội thất mà chủ nhà đã dày công, cũng như là tiền của sắm, đúng không ạ? Toàn đồ xịn không, tặng hết cho quý vị. Đấy, lên lầu 1 này chúng ta hai ngủ hết à? Thế là chỉ có review được cái phòng này thôi. Phòng này cũng là phòng ngủ quý vị nhá. À, phòng khách à? Cái hai phòng kia là ngủ. À, phòng khách, nhưng mà sau này quý vị về quý vị không thích thì quý vị làm phòng ngủ. Còn là phòng ok, không sao. Cái đồ đó người ta để tạm, và ban công bên hông là quý vị nhìn ban công bên hông, nhìn ra cái view bờ kênh. Nó mát làm sao quý vị ạ. Đó, phía sau của chúng ta đường nhựa này. Ở đây thì đúng là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Về cái độ view đẹp này. Đó, view bờ kênh, bờ sông này. Gió mát lồng lộng luôn. Vậy là chúng ta lại phải lên lầu à? Cái kia quay được không? Cái này quay trên thì đừng quay dưới. Ừ. Rồi, ok. Phòng này lớn. Quay qua nha. Phòng master quý vị. Kêu phòng master bên đây. Ừ. Phòng này cũng quá là master rồi. Cực kỳ rộng luôn. Ôi trời. 80 mét vuông. Đó, quý vị muốn gọi là master thì gọi, mà muốn là con là khủng khiếp thì gọi, thật là 80 mét vuông. 80 mét vuông thì rộng hơn của căn nhà của Tuấn Nguyễn thôi. Một cái phòng khách không quý vị ạ. Còn hai phòng này cũng vậy nha quý vị nha, nhưng mà có người đang ngủ. Vâng, thôi quý vị cũng thông cảm xíu. Tuấn Nguyễn quay cái lầu 2 cho quý vị xem. Đôi khi và quý vị thấy là bên cạnh nhà chúng ta có một căn biệt thự đang xây, đang đi vào hoàn thiện, đúng không ạ? Ngày mai thì hàng xóm của chúng ta sẽ hoàn thiện căn biệt thự này trong vòng khoảng nửa tháng nữa thôi. Lên lầu 2 này chắc chắn thì chúng ta sẽ được tham quan hết phòng ngủ. Bật điện cho em ấy, sao không có điện? Phòng ngủ này chắc chắn là của công chúa rồi. Thấy màu hồng quý vị ạ. Đấy, cực đẹp. Đó, cửa sổ này. Hai bên đầu giường, giường chăn ga gối nệm, tivi, tủ quần áo, và đặc biệt là có nhà vệ sinh ở bên trong luôn. Nhà vệ sinh, lavabo rửa mặt, gương soi, đấy, đèn gạch lát full, phòng tắm ngăn cách riêng biệt bằng kính cường lực. Xịn sò chưa? Ok, phòng của công chúa rất đẹp. Điểm nhấn của căn nhà này là diện tích quý vị nhá, diện tích rất rộng. Đấy, diện tích của chúng ta, diện tích trên sổ là 400 m2, nhưng mà diện tích thực sử dụng chúng ta lên tới 500 m2 đấy quý vị nhá.
Đấy, 680 mét sàn. Đây là phòng số 3. Cũng là của cô công chúa luôn. Tuấn Nguyễn quay qua thôi. Các em bé trong đây là vua nghịch đúng không? Quý vị thấy quá trời đồ luôn, là quý vị biết rồi. Bao nhiêu tiền của mà là nếu mà mua nhiều đầy đồ đến khoảng mấy chục triệu chứ đừng nói ít. Và phòng chơi. Đó. Và bên này là chúng ta có phòng thờ. Phòng thờ. Đấy, phía trước thì có không gian mở như thế này. Đấy. Phòng thờ. Phòng thờ Tuấn Nguyễn quay ở dưới thôi quý vị nhé. Đấy, khu vực linh thiêng của ông bà thì Tuấn Nguyễn cũng xin phép quý vị quay qua thôi. Phòng thờ rất lớn. Thì quý vị yên tâm về cái căn biệt thự này. Nói về cái không gian thì nó quá trời luôn. Và đây, ở trên này thì cũng có cả cái ban công bên hông. Đây, gió rực mát rồi rượi luôn. Đó. Quý vị thấy chưa? Bên kia cũng toàn biệt thự hết. Bên đó là Gò Vấp. Gò Vấp, quý vị nha. Đó, bên đây là Gò Vấp. Đó. Và nay mai mà anh làm cái bến du thuyền ở đây này, chúng ta đi cái thuyền qua đó cái là chúng ta ra sân bay thôi, quý vị nhá. Đó, ra Gò Vấp rất là gần. Đấy, quý vị thấy người ta ốp gạch hết này. Đó, ốp gạch toàn bộ. Rồi, ok. Phòng này có quay được không? Rồi, nhỏ con gái đi học nó khóa luôn rồi quý vị. Chúng ta lên lầu 3. Năng lượng mặt trời à? À đâu, anh mở cửa cái phòng nào trước? Nhà kho. Kho. À, phòng sông hơi đây. Có điện không? Đây là phòng sông hơi quý vị này. Đây. Phòng sông hơi của chúng ta đây. Đầy đủ đúng không ạ? Một cái phòng karaoke hơn 1 tỷ. Phòng sông hơi cho quý vị và phòng 485 đây. Đấy. Đầy đủ công năng, lavabo rửa mặt, gương soi đầy đủ. Đặc biệt là những cái cánh cửa gỗ gỗ đỏ như thế này. Quý vị thấy thế nào? Bên ngoài này là vòi bồn nước thôi. Tuấn Nguyễn quay này quý vị cũng thấy rồi. Và những cục nóng để ở đây. Đấy, bồn nước rất là lớn. Và đây là cái kho thì thôi. Tuấn Nguyễn bỏ qua nhá, cái kho này để ba cái đồ linh tinh thôi. Đó. Vâng. Vậy là thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đã review nhanh hết công năng của căn biệt thự này. Có 1-2 phòng thì có các cháu đang ngủ nghỉ trong đó, với lại các cháu khóa chìa khóa riêng rồi để đi làm, cho nên Tuấn Nguyễn không thể quay hết cho quý vị xem được. Nhưng cái cơ bản thì quý vị đã xem hết đúng không ạ? Căn biệt thự này có những công năng gì? Đấy, và hình thức ra sao? Chất lượng nội thất như thế nào? Thì quý vị nhìn qua hình ảnh quý vị cũng cảm nhận được. Vâng, thời gian còn lại của chương trình hôm nay thì Tuấn Nguyễn sẽ dành ít phút để báo giá cho quý vị. Chúng ta cùng xuống dưới tham quan lại một lần nữa khu vực phòng khách. Đấy, cũng như khuôn viên xung quanh. Và Tuấn Nguyễn báo giá cho quý vị và các bạn biết luôn. Phòng ra karaoke. Đấy. Chiếu phim 3D hơn 1 tỷ bạc. Vâng, thưa quý vị. Tất cả các cái đồ xịn sò như thế này, dàn loa âm thanh, đó, phòng ốc sang chảnh như vậy sẽ thuộc về quý vị khi chúng ta mua căn nhà này. Vâng, và bây giờ Tuấn Nguyễn cũng báo giá cho quý vị và các bạn biết luôn. Thưa quý vị và các bạn, hiện căn nhà này anh chị chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 42 tỷ đồng quý vị nhá. Đấy. Trời đất ơi, mấy con cún này. 42 tỷ đồng tặng full nội thất. Chúng ta còn thương lượng giá cả với anh chị chủ nhà quý vị nhé. Chỉ có 42 tỷ đồng thôi cho một căn biệt thự lên tới 500 m². Đó. Thì quý vị xem được cái video này, quý vị thấy cái căn biệt thự này rộng đúng không ạ? Diện tích thì mênh mông bao la, nhất là có cái view bờ kênh, bờ sông mát rượi như thế này.
đấy, hiền hòa, thơ mộng, trong lành, thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn để chúng ta đi xem căn biệt thự này, gặp chủ nhà và chúng ta thương lượng giá cả. 42 tỷ đồng là giá của chủ nhà đưa ra. Tuấn Nguyễn thì chỉ biết review chân thực, đúng không ạ? Có sao thì Tuấn Nguyễn review lên như vậy. Giá 42 tỷ là của chủ nhà đưa ra, Tuấn Nguyễn không liên quan đến vấn đề tài chính. Vâng, thưa quý vị, kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất chính chủ không qua trung gian. Tuấn Nguyễn thì chuyên review biệt thự cao cấp nhằm phục vụ cho quý vị có điều kiện, đấy, có nguồn tài chính cao. Đặc biệt là các kiều bào nước ngoài đang muốn về Việt Nam sinh sống, chúng ta muốn mua những căn biệt thự đẹp triệu đô như thế này để cho gia đình chúng ta an cư lập nghiệp, thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn quý vị nhé. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị hãy vui lòng tương tác kênh cho Tuấn Nguyễn với chia sẻ kênh, subscribe kênh và quý vị hãy ấn like để ủng hộ Tuấn Nguyễn. Đặc biệt quý vị hãy ấn chuông để chúng ta có nhiều video mới mỗi buổi chiều cho quý vị xem những mẫu nhà đẹp, những ngôi biệt thự đẹp thì quý vị mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.